Vào chiều ngày hôm qua ngày 10 tháng 10, một vụ tai họa nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến 11 thuộc thôn Long Phương, huyện Long Thành, Đồng Nai và toàn thể quá trình đã được camera giám sát ghi lại. Cụ thể, vào thời điểm xảy ra tai họa, một người nam nhi chạy xe máy ngược chiều với vận tốc khá cao đã lao quý phái làn đường dành cho ô tô. Hậu quả là người này đã bị một ô tô đâm trúng, cả người và xe văng xa tới cả chục mét. Người nam nhi này đã tử vong. Người nam nhi chạy ngược chiều bị ô tô đâm trúng.